Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 10 tháng 6. Khoảng 1.000 MW nguồn điện miền Bắc được khôi phục vận hành. Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, đến hôm nay 10 tháng 6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại, tổng cộng khoảng 1.000 MW. Nguyên nhân do vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa nhỏ, nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết vẫn liên tục đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước. Bán giống cây không bảo đảm truy xuất nguồn gốc, bị phạt tới 10 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2023 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt. Theo đó, với hành vi vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng, Nghị định quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng hành vi buôn bán giống cây trồng, nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin về địa chỉ giao dịch, tên tổ chức, cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ. Với hành vi buôn bán giống cây trồng, trừ giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định, bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Về kiểm định ruộng giống, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng với hành vi kiểm định ruộng giống không theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp kiểm định ruộng giống. Phạt tiền từ 7 đến 10 triệu đồng đối với hành vi thực hiện kiểm định ruộng giống nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi sản xuất giống nhưng không thực hiện kiểm định ruộng giống theo quy định. Lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ thôi việc, mất việc nhiều nhất. Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tính đến tháng 5 năm 2023 cho thấy, số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng việc làm là trên 509.900 người, khoảng 3,4% tổng số lao động. Cụ thể, lao động thôi việc, mất việc làm trên 279.400 người chiếm 54,79% lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, lao động ngành dệt may gần 68.800 người, da giày trên 31.650 người, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử là trên 45.000 người. Số lao động thôi việc, mất việc tập trung ở các tỉnh có khu công nghiệp, khu kinh tế lớn như Bình Dương 71.590 người, Đồng Nai 32.450 người, Thành phố Hồ Chí Minh 44.890 người, Bắc Giang 27.500 người, Bắc Ninh 13.990 người, Hải Dương 16.020 người, Hà Nội 46.860 người. Số lao động giảm giờ làm trên 195.000 người chiếm 38,25% lao động bị ảnh hưởng, trong đó lao động ngành dệt may trên 66.640 người, ngành da giày là trên 66.130 người, ngành sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử là gần 24.850 người, ngành chế biến thủy, hải sản gần 5.940 người, ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ là 5.450 người. Số lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không lương là 17.000 người chiếm 3,33% lao động bị ảnh hưởng, trong đó lao động ngành dệt may gần 4.940 người, ngành sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử trên 2.240 người, ngành chế biến thủy, hải sản là 3.138 người, ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ trên 2.230 người. Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động trên 8.340 người chiếm 1,64% lao động bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất là lao động ngành dệt may gần 3.830 người. Số lao động chưa qua đào tạo chưa có bằng cấp, chứng chỉ thôi việc, mất việc nhiều nhất với tỷ lệ 68%. Tỷ lệ lao động là thợ may, thợ lắp ráp thôi việc, mất việc cao nhất 28% lao động là thợ may, 8% lao động là thợ lắp ráp. Số lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thôi việc, mất việc nhiều nhất 49% số lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp là từ các khu công nghiệp, khu chế xuất. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.